À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào tất cả các em lớp 9, chào mừng các em đã quay trở lại với chuỗi bài giảng của Vietjet. Vậy là lại một năm học mới đã bắt đầu, chúng mình cùng nhau tìm hiểu bộ môn tiếng Anh, sách giáo khoa tiếng Anh, chương trình mới. Để mà hiểu về khung chương trình kỳ 1 các em học những phần nào thì chúng mình mở cho cô trang 4 và 5, phần Book, Map. Ở hai trang này chúng mình sẽ có một cái nhìn tổng quát về chương trình học kỳ 1. Nhìn chung các em có thể thấy là chúng mình sẽ học 6 unit. Và ở mỗi unit chúng mình sẽ học 4 kỹ năng: Reading, Speaking, Listening and Writing, nghe nói đọc viết. Language focus, communication and project. Ở phần language focused, chúng mình sẽ học về ngữ pháp và những cái cần lưu ý khi phát âm, pronunciation, communication, học cách giao tiếp. Project, dự án. Những cái dự án này sẽ giúp các em có thể vận dụng được tất cả những kỹ năng mà đã được học ở trong từng unit. Bây giờ chúng mình cùng đi chi tiết vào hơn từng unit và xem là ở mỗi unit này mình sẽ học những cái gì. Unit 1, local environment, môi trường địa phương hoặc là môi trường ở trong nước. Unit 2, city life, cuộc sống thành thị, cuộc sống ở thành phố. Unit 3, teen stress and pressure, những cái áp lực và gánh nặng của tuổi teen. Review 1, sau 3 unit đầu tiên, chúng mình sẽ có một bài review ôn tập lại tổng quan kiến thức của unit 1, 2 and 3. Unit 4, life in the past, cuộc sống ở trong quá khứ. Number, unit 5, wonders of Vietnam. Những kỳ quan ở Việt Nam. Unit 6, Việt Nam then and now, Việt Nam xưa và nay. Review 2, sau khi học 3 units 4, 5 and 6, chúng mình sẽ có một buổi để ôn tập lại những kiến thức đã học trong 3 unit và chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kỳ. Và sau khi học 3 unit đầu tiên thì chúng mình sẽ có bài kiểm tra 45 phút này hoặc là kiểm tra giữa kỳ. Vậy thì trước mỗi một kỳ thi hoặc là sau khi học xong một unit, chúng mình muốn xem những cái nội dung cần ôn tập thì chúng mình xem ở bảng book map này trang 4 và 5 nhé. Chúng mình sẽ xem này vào những cái cột chi tiết hơn ở đây. Ví dụ như reading thì chúng mình có là reading for general and specific information about a traditional craft village. Đọc những cái thông tin cụ thể và chi tiết về làng nghề truyền thống. Speaking thì nhìn vào cột này chúng mình cũng có thể biết là chúng mình sẽ học cái gì và ôn tập cái gì. Discussing local traditional crafts, their benefits and challenge. Thảo luận về những cái món hàng thủ công truyền thống và lợi ích và những cái thách thức của nó. Listening, listening for specific information about place of interest in an area. Nghe về những thông tin cụ thể về những cái nơi, địa điểm du lịch hoặc là những địa danh nổi tiếng ở trong một vùng. Writing, chúng mình có writing an email to give information about place of interest in an area and things to do there. Viết một cái email để đưa ra cái thông tin về những cái nơi, địa danh thu hút khách du lịch ở cái vùng đấy và những thứ cần làm ở đó. Những thứ mà mình nên làm, có thể làm ở đó. Mục language focus, complex sentence, adverb clause of concession, purpose, reason, time, review, phrasal verbs, pronunciation, stress on content, words in sentence. Những cái câu phức, những cái câu ghép. Như là mệnh đề chỉ mục đích này, lý do này, nguyên nhân này, kết quả này, đúng không? Phrasal verbs là những cái ví dụ như là động từ đi với danh từ, động từ đi với giới từ này thì sẽ tạo nên một cái phrasal verb mang nghĩa gì, ví dụ từ carry out, đúng không? Carry out, break down, break into, get up,
Đó, nó gọi là phrase verbs. Pronunciation, stress on content words in sentence là trọng âm, nhấn vào những cái từ nào ở trong câu. Communication, arranging a visit to a place of interest in the region. Sắp xếp một cái chuyến đi, lên lịch một cái chuyến đi đến một cái địa danh ở một cái vùng nào đó. Project, dự án thì chúng mình sẽ giving a presentation on something special in an area. Thuyết trình về một thứ, một cái điều gì đặc biệt ở một cái vùng nào đấy. Vậy thì cái bảng này, mỗi khi mà chúng mình chuẩn bị bài học này, ví dụ như học xong hôm nay, học xong Unit 1 rồi, mình muốn chuẩn bị bài cho Unit 2, thì chúng mình có thể mở cái phần book map này ra và xem là à, mỗi một cái kỹ năng hoặc một cái bài học trong Unit này thì hướng tới giúp các em phát triển cái kỹ năng nào hoặc là lĩnh hội được cái phần kiến thức nào. Và để ôn tập thì chúng mình cũng dở cái trang book map này ra để chuẩn bị cho các bài kiểm tra. Nhìn thật kỹ những cái phần mà mình cần phải ôn tập. Và để hiểu rõ hơn ở trong Unit 1 chúng mình học cái gì, thì bây giờ cô và các bạn cùng đi vào phần đầu tiên của Unit 1. Unit 1, local environment. Rồi, môi trường địa phương đúng không? Môi trường bản địa, môi trường địa phương. Ở đầu của mỗi unit chúng mình sẽ thấy một cái bảng vàng như thế này. Trong bảng vàng này sẽ giới thiệu tổng quan những phần, những kỹ năng mà chúng ta sẽ học được ở trong unit này. This unit includes vocabulary, traditional crafts, place of interest. Unit này bao gồm từ vựng, món, những món hàng thủ công truyền thống, địa danh du lịch, địa danh thu hút khách du lịch, địa danh nổi tiếng, pronunciation, sự phát âm, stress on content, words in sentence, trọng âm rơi vào những từ có nội dung ở trong câu, grammar, ngữ pháp, complex sentence review, ôn tập lại những câu, câu phức, phrase verbs, skills, kỹ năng thì chúng mình có reading for general and specific information about traditional crop village. Đọc những cái thông tin chung và cụ thể về những làng nghề truyền thống. Discussing local traditional crafts, their benefits and challenges. Thảo luận về những món hàng thủ công truyền thống, lợi và hại, những cái thử thách đối với những cái làng, những cái món hàng thủ công. Listening for specific information about place of interest in an area. Nghe những cái thông tin cụ thể về những địa danh thu hút khách du lịch ở một nơi. Writing an email to give information about place of interest in an area and things to do there. Viết một cái email để đưa ra thông tin về những cái địa danh thu hút ở một vùng và những cái điều cần làm. Communication, giao tiếp. Arranging a visit to a place of interest in the region. Sắp xếp một chuyến đi đến một địa danh ở cái vùng đó, ở một cái vùng nào đó. Vậy là chúng mình đã nắm được những kỹ năng và những nội dung mà chúng mình sẽ học ở trong unit này. Nhìn tổng quan thì là có vocabulary, pronunciation, grammar, skills and communication. Bây giờ chúng mình cùng chuyển vào phần đầu tiên, đó là getting started, khởi động nào. A visit to a traditional craft village. Một chuyến ghé thăm làng nghề thủ công truyền thống. Nhìn bức tranh này thì chúng mình có thể đoán được là các bạn này đang ghé thăm một cái làng nghề làm gốm đúng không? Có rất là nhiều loại bình, vại và chum ở đây. Và hoạt động đầu tiên đó là listen and read. Nhìn vào bức tranh này thì chúng mình có thể đoán được là nội dung của bài nghe này sẽ nhắm tới cuộc trò chuyện giữa ba bạn này về làng nghề thủ công. Về cái chuyến ghé thăm cái làng nghề thủ công này. Có thể là các bạn ấy đang bàn về cái chất liệu làm nên những cái bình này, hoặc là quy trình làm sao để họ làm nên cái bình này. Bây giờ chúng mình cùng nghe trước nhé. Trước khi đến lớp thì các em nên chủ động nghe cái bài nghe này trước ở nhà đi. Để khi đến lớp thì ở trên lớp thì thời gian rất là có hạn, để mà giúp chúng mình cải thiện kỹ năng nghe và phát âm hơn. Nghe nhiều thì sẽ giúp cải thiện được cái kỹ năng phát âm của mình rất là tốt. Nên là chúng mình nên nghe bài nghe này trước ở nhà. Yeah.
Unit 1. Local Environment. Unit 1. Page 6. Getting Started. Activity 1. Listen and read. There are so many pieces of pottery here, Fon. Do your grandparents make all of them? They can't because we have lots of products. They make some and other people make the rest. As far as I know, Bac Chang is one of the most famous traditional craft villages of Hanoi, right? Right. My grandmother says it's about 700 years old. Wow! When did your grandparents set up this workshop? My great-grandparents started it, not my grandparents. Then my grandparents took over the business. All the artisans here are my aunts, uncles, and cousins. I see. Your village is also a place of interest of Hanoi, isn't it? Yes. People come here to buy things for their house. Another attraction is they can make pottery themselves in workshops. That must be a memorable experience. In Vietnam, there are lots of craft villages like Bac Chang. Have you ever been to any others? I've been to a conical hat-making village in Hue. Cool! This is my first one. Do you think that the various crafts remind people of a specific region? Sure. It's the reason tourists often choose handicrafts as souvenirs. Let's go outside and look around the village. Vậy là chúng mình đã nghe xong lần 1 của đoạn hội thoại này. Bây giờ chúng mình cùng đọc lại với cô và dịch đoạn hội thoại này nhé. There are so many pieces of pottery here, Fong. Do your grandparents make all of them? Có rất là nhiều gốm ở đây, Fong à. Có phải ông bà cậu làm ra tất cả chúng không? They can't because we have lots of products. They make some and other people make the rest. Không, bởi vì có rất là nhiều sản phẩm ở đây. Họ chỉ làm một phần thôi, còn những người khác sẽ làm phần còn lại. As far as I know, Bac Chang is one of the most famous traditional craft villages of Hanoi, right? Như tôi được biết thì Bac Chang là một trong những làng nghề nổi tiếng nhất ở Hà Nội, đúng chứ? Right, my grandmother says it's about 700 years old. Ừ, đúng rồi. Bà của tôi bảo là phải được 700 năm tuổi rồi. Wow, when did your grandparents set up this workshop? Vậy thì từ khi nào mà ông bà của bạn lập nên cái xưởng này vậy? My great-grandparents started it, not my grandparents. Then my grandparents took over the business. All the artisans here are my aunts, uncles and cousins. Cụ tớ mở chứ không phải ông đâu. Không phải ông tớ đâu. Và sau đó thì ông tớ kế nhiệm lại tất cả những cô chú thợ thủ công ở đây đều là cô chú này, anh em họ hàng đó, anh chị em họ của tớ, cousin. I see, your village is also a place of interest of Hanoi, isn't it? Tớ hiểu rồi, làng cậu cũng là một địa điểm thú vị ở Hà Nội phải không? Yes, people come here to buy things for their house. Another attraction is they can make pottery themselves in workshops. Đúng đấy. Mọi người đến đây mua những cái đồ trang trí cho nhà của họ này. Hoặc là có cái điểm thu hút khác đó là họ có thể tự làm gốm ở trong xưởng. That must be a memorable experience. Đúng rồi. Chắc hẳn sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ đây. In Vietnam, there are lots of craft villages like Bac Chang. Have you ever been to any others? Ở Việt Nam thì có rất là nhiều làng nghề thủ công như là Bac Chang. Bạn đã từng đến những cái nơi đấy chưa? I've been to a conical hat making village in Huế. Mình đã từng đến một cái làng nghề làm nón lá ở Huế. Cool. This is my first one. Did you think that the various crafts remind people of a specific region? Tuyệt đấy, đây là lần đầu tiên của mình đấy. Bạn có nghĩ là mỗi nghề thì gợi người ta nghĩ đến một vùng miền đặc trưng không?
mỗi một nghề, mỗi một làng nghề là một món đồ thủ công thì lại gợi nhớ về một vùng miền đặc trưng không? Sure, it's the reason tourists often choose handicrafts as souvenirs. Đúng rồi, đó là lý do tại sao mà khách du lịch thường chọn những cái món đồ thủ công như là quà lưu niệm. Let's go outside and look around the village. Hãy ra ngoài và thăm thú ngôi làng nào. Ok, vậy là chúng mình đã cùng nhau đọc và dịch xong bài hội thoại này. Bây giờ chúng mình cùng đi vào các cái hoạt động chi tiết hơn ở dưới để mà có thể nắm bắt được từ vựng những cái từ mới ở bài này. Can you find a word or phrase that means? Bạn có thể tìm từ hay là những cụm từ có nghĩa tương ứng với những câu ở dưới đây. Number one, a thing which is skillfully made with your hands. Một cái thứ mà được làm này với đôi bàn tay, được làm với đôi bàn tay khéo léo của mình. Đối với câu này, để mà làm được câu này thì trước hết chúng mình cần dịch được hết tất cả những cái câu này nó có ý nghĩa là gì. Và sau đấy mình sẽ đối chiếu lại với đoạn hội thoại, tìm xem có cái từ nào mà bằng với cách diễn đạt ở đây không. Với câu đầu tiên, một cái thứ mà được làm rất là khéo léo với đôi bàn tay của con người, thì chắc chắn là nghề thủ công hoặc là những cái món đồ thủ công rồi, đúng không? Vậy thì number one, chúng mình sẽ có từ craft. Chúng mình có thể thấy là cái từ craft này xuất hiện ở trong bài rất là nhiều. Craft. Start something, a business, or an organization, etc. Bắt đầu một cái thứ gì đấy, ví dụ là công việc kinh doanh hay là một tổ chức, thì mình cần một cái phrasal verb ở đây. Đó là từ set up. Chúng mình nên lấy giấy bút ra và ghi chép cẩn thận lại những cái từ mới này nhé. Và nếu mà chúng mình có thể nhớ được cái cách dịch câu ở đây này, những cái cách diễn đạt đây rất là dễ cho các em dịch này, thì các em có thể ghi từ tiếng Anh này, hai chấm vào bên cạnh là cái định nghĩa bằng tiếng Anh ở đây. Việc mà học bằng Anh thì sẽ giúp chúng mình nhớ tốt hơn khi mà và sử dụng được từ tốt hơn trong ngữ cảnh khi mà mình muốn vận dụng một cái từ mới. Take control of something, a business, an organization, etc. Kiểm soát, lãnh đạo một cái thứ gì đấy, ví dụ là công việc kinh doanh hay là một tổ chức, thì chúng mình có từ take over. Take over. People who do skilled work, making things with their hands. Người mà làm những cái công việc mà yêu cầu có kỹ năng này, làm mọi thứ bằng tay, thì chúng mình có thợ thủ công, thợ có tay nghề, đó là artisans. Artisans. An interesting or enjoyable place to go or thing to do. Một nơi thú vị này, hoặc là rất là nhiều thứ để mà mình thư giãn. Một cái nơi mà như một địa điểm du lịch này, để cho mình thư giãn này, và nó có rất là nhiều điều thú vị với mình, thì chắc chắn là từ một nơi thú vị để đến hoặc là một việc thú vị để làm, thì có sự hấp dẫn thú vị ở đây, đúng không? Đó là attraction. Attraction. A particular place. Một nơi riêng biệt. Vậy thì là tương ứng với một khu vực cụ thể, đúng không? Specific region. Make someone remember or think about something. Làm cho ai đó nhớ hoặc là nghĩ về thứ gì đó. Nhắc nhở, gợi nhớ, chúng mình có từ remind. Và đây chúng mình có một cái công thức, đó là remind somebody
of something. Gợi nhớ ai về cái gì. Remind somebody of something. Walk around a place to see what is there. Đi vòng quanh và nhìn xem đó là gì. Nhìn quanh, mình có từ look around. Look around. Bây giờ chúng mình cùng tìm những cái từ này ở trong đoạn hội thoại nhé. Đầu tiên đó là từ cropped. Chúng mình gạch chân hết cho cô những cái từ mà có những cái đoạn mà có từ cropped. Nhưng mà nó phải mang nghĩa là thủ công nhá. Ví dụ là nghề thủ công này. Đúng không? Ôi, đây ví dụ là craft village. Craft village. Crafts. Tiếp theo chúng mình tìm được câu từ setup trong câu. Và mình ghi luôn cái câu đấy vào làm ví dụ nhá. Cho từ mới mà mình vừa mới học. Setup. Đây, từ set up, lời nói của bạn Mi, set up this workshop, thiết lập nên, gây dựng nên cái xưởng này. Take over, took over, từ take có quá khứ đơn, đó là, chuyển về quá khứ đơn, đó là took over the business, quản lý, đảm nhiệm cái việc kinh doanh. Tiếp theo từ artisan ở phía sau luôn. All the artisans here are my aunts, uncles and cousins. Attraction. Cái điểm thu hút nào. Attraction. Another attraction is specific region. Một cái vùng cụ thể. Specific region. Remind somebody of something. Look around. Go outside and look around. Ra ngoài và nhìn xung quanh. Chúng mình nên ghi những cái câu này vào trong vở làm ví dụ nhé, cho những từ mới mà chúng mình vừa mới học được ở hoạt động A. Watch out. As far as I know, it's an expression is used to say that you think you know something, but you cannot be completely sure, especially because you do not know all the facts. As far as I know là một cái cách diễn đạt mà được sử dụng để nói khi mà bạn nghĩ rằng bạn biết cái thứ gì đấy nhưng mà bạn lại không chắc chắn. Đặc biệt là bởi vì là bạn biết tất cả sự thật. Hoạt động B. Answer the following questions. Trả lời những câu hỏi ở dưới đây. Number 1. Where are Nick, me and Phong? Bạn Nick, bạn Mi và bạn Phong ở đâu? Number 2. How old is the village? Ngôi làng đã bao nhiêu tuổi rồi? 3. Who started Phong's family workshop? Ai là người khởi nghiệp cái xưởng của nhà gia đình nhà Phong? 4. Why is the village a place of interest in Hanoi? Tại sao làng nghề lại là cái nơi địa danh thu hút khách du lịch ở Hà Nội? 5. Where is the craft village that Mi visited? Cái làng nghề thủ công mà Mi ghé thăm là nó ở đâu? 6. Why do tourists like to buy handicrafts as souvenir? Tại sao khách du lịch lại thích mua những cái món đồ thủ công như là quà lưu niệm? Để trả lời cho những câu hỏi này, chúng mình xem lại bài hội thoại và tìm ra thông tin cần điền ở đây. Number one, chắc chắn là họ thì đang ở, Nick, Mi và Phong thì đang ở đâu nhỉ? Đang ở làng gốm Bát Tràng đúng không? Number 2, là nghề này được bao nhiêu tuổi rồi? Thì chúng mình tìm cho cô lời thoại của bạn Phong, lời thoại thứ hai. Lời thoại thứ hai của bạn Phong.
Bạn ấy nói là my grandmother says he's about 700 years old. Thì mình có thể trả lời là about, không cần phải đầy đủ cả câu nhé. Number 3, who started Fong's family workshop? Đây, ở lời này bạn ấy có nói là my great grandparents started it. À, cụ của ông ấy, cụ của anh ấy. His great grandparents did. Number 4. Why is the village a place of interest in Hanoi? Bởi vì sao nhỉ? Đây, chúng mình nhìn cho cô này. People come here to buy things for their house. Câu trước bạn My có hỏi là làng của bạn là một cái địa danh mà nổi tiếng phải không? Thú vị phải không? Bởi vì, đúng rồi, bởi vì này, mọi người đến này để mua những cái đồ trang trí về cho nhà của họ. Và cái đặc điểm, cái điểm thu hút khác đó là họ có thể tự làm gốm ở các cái xưởng. Vậy thì câu này mình sẽ trả lời như sau. Because they can buy things for their house and make pottery themselves there. Bởi vì là họ có thể mua những cái thứ về để trang trí nhà này và làm gốm bởi bằng chính bằng tay của họ. Number 5. Where is the craft village that me visited? À, bạn My đã thăm một cái làng nghề ở đâu nhỉ? My, bạn My tìm lời của My này. I've been to a conical hat making village in Huế. A conical hat, đúng không? Một cái làng nghề mà ở Huế. Is in Huế. Number 6. Why do tourists like to buy handicrafts as souvenir? Tại sao mà khách du lịch lại thích mua những cái món đồ thủ công như là quà lưu niệm? Đây. Is the reason tourists often choose handicrafts as souvenirs? À, đó là lý do tại sao mà khách du lịch thường chọn những cái món đồ thủ công làm quà lưu niệm. Thì mình lại đọc câu trên xem bạn này nói gì mà bạn My này bạn lại đồng ý như thế. Do you think that the various crafts remind people of a specific region? Vậy thì đây sẽ là câu trả lời. Bởi vì là mỗi một cái hàng thủ công thì nhắc nhở họ về một vùng cụ thể, một vùng miền cụ thể. Because the handicraft remind them of a specific region. Đây là 6 câu trả lời cho 6 câu hỏi ở hoạt động B. Chúng mình cùng chuyển sang hoạt động tiếp theo nhé. 2. Write the name of each traditional handicraft in the box under the picture. Viết tên của mỗi món đồ thủ công truyền thống ở bảng dưới tranh. Ở bảng dưới tranh. Paintings, tranh. Pottery, gốm. Drums, trống. Silk, lụa. Lanterns, đèn lồng. Conical hats, nón lá. Luck well. Lacquerware. Từ này mình sẽ đọc là Lacquerware. Lacquerware. Marble sculpture, điêu khắc đá. Bức tranh đầu tiên,
A, chúng mình có thể thấy đây là paintings. Paintings. Tranh vẽ phải không nào? A, paintings. B, drums, trống. C, marble sculpture. Chúng mình ghi những cái từ mới mà chúng mình không biết vào nhé. Tiếp theo chúng mình có từ D là đồ gốm, pottery. E, silk, lụa. F là đồ sơn mài. Lacquerware. Đồ sơn mài. G, conical hat. H, lantern, đèn lồng. Chúng mình ghi những cái từ mới này vào nhé. Có thể là có một số bạn cũng biết những cái từ này rồi, nhưng mà bạn nào chưa biết thì chúng mình ghi vào. Và đặc biệt là riêng những cái từ mà khó đọc á, thì chúng mình nên tra từ điển để nghe người nước ngoài phát âm và nhại lại sao cho chuẩn nhá. Ví dụ từ lacquerware hay là từ marble sculptures, pottery, conical hats, silk. 3. Complete the sentence with the words phrase from 2 to show where in Vietnam the handicrafts are made. You do not have to use them all. Hoàn thành những câu ở dưới đây với những từ, những cụm từ từ bài 2 để thể hiện là, để show ra chỉ ra rằng là những cái nơi nào ở Việt Nam thì có cái món đồ thủ công này. Và bạn cũng không phải sử dụng tất cả những cái từ mà có ở bài 2. Number 1. The birthplace of the famous writer is Tây Hồ Village in Huế. Nơi sinh ra. À, mình có cái cụm là chiếc nón bài thơ, đúng không? Chiếc nón bài thơ đó là làng Tây Hồ ở Huế. Vậy thì ở đây mình sẽ điền từ conical hat, chiếc nón bài thơ, đúng không? Nổi tiếng là ở làng Tây Hồ ở Huế. Number 2. If you go to Hội An on the 15th of each lunar month, you can enjoy the lights of many beautiful. Nếu như mà bạn đi đến Hội An vào ngày 15 của mỗi tháng âm lịch, bạn có thể chiêm ngưỡng ánh sáng của nhiều ngọn đèn lồng. Ở Hội An thì là nổi tiếng về đèn lồng, đúng không? Vậy thì chúng mình sẽ có từ lanterns. Những chiếc đèn lồng, lanterns. 3. Vạn Phúc Village in Hanoi produce different types of products such as clothes, scarf, toys and dresses. À, làng Vạn Phúc thì nổi tiếng là làng lụa Vạn Phúc rồi, đúng không? Ở Hà Nội này thì sản xuất rất là nhiều loại sản phẩm lụa như là khăn này, như là vải, khăn choàng, dây buộc và quần áo. Đó, thì ở đây mình sẽ điền từ silk. Number 4. On Tết holiday, many Hanoians go to Đông Hồ Village to buy folk. Vào những dịp Tết, nhiều người Hà Nội đi đến làng Đông Hồ để mua. Đông Hồ thì là nổi tiếng là tranh Đông Hồ rồi, đúng không? Vậy thì đến những cái làng nghề này để mình mua tranh dân gian, folk, dân gian. Paintings.
folk paintings là tranh dân gian. 5. Products of bầu trúc such as pots and vases have the natural colors typical of Champa culture in Ninh Thuận. Các cái sản phẩm như là chậu lọ có màu sắc tự nhiên đặc trưng của văn hóa Champa ở Ninh Thuận. Đã là chậu lọ thì chắc chắn là đồ gốm rồi đúng không nào? Thì mình sẽ làm là pottery. Liên quan đến chậu này, lọ này thì chắc chắn là đồ gốm rồi đúng không? Pottery products. Number 6. Going to Non Nước Marble Village in Đà Nẵng, we are impressed by a wide variety of from Buddha statues to bracelet. Đến làng đá Cẩm Thạch Non Nước ở Đà Nẵng, chúng tôi rất ấn tượng với vô vàn các sản phẩm. Từ tượng Phật đến vòng tay. À, rồi, ở đây mình có cái từ Buddha State Statue là tượng Phật này. Bracelet. Vòng tay. Marble Village là làng đá Cẩm Thạch. Vậy thì chắc chắn là liên quan đến Marble Sculpture rồi đúng không? Marble Sculpture, điêu khắc cái đá Cẩm Thạch. Vậy thì ở câu 6 này, từ cuối cùng mà chúng ta điền đó là Marble Sculpture. Vậy là chúng mình đã điền xong hết các cái chỗ trống của cả 6 câu bài tập 3. Bây giờ chúng mình cùng chuyển sang hoạt động 4, nó là gì nhé? Quiz. What is the place of interest? À, bài 4 này nhá, người ta hỏi là thứ gì thú vị? Bạn có thể là hỏi là cái điều, cái nơi nào là thú vị? Đó, thì mình sẽ xem là những cái gợi ý ở dưới đây nó là gì nhá. Thì mình đoán xem là cái địa danh đấy là ở đâu này. Work in pairs to do the quiz. Làm việc theo cặp để làm những cái quiz câu hỏi dưới đây. Number 1, people go to this area to walk, play and relax. Mọi người đến cái nơi này để đi bộ này, chơi và thư giãn. Có rất là nhiều nơi mà chúng mình có thể đi bộ này, chơi và thư giãn, ví dụ như là phố cổ đúng không? Nhưng mà phố cổ thì thường là phải đến cuối tuần thì chúng mình mới đi bộ để chơi thoải mái được. Vậy thì có một cái nơi mà chắc chắn chúng mình có thể thoải mái hơn, đó là công viên. Park. Đúng không? Park. Công viên. Number 2. It's a place where objects of artistic, cultural, historical and scientific interests are kept and shown. Đó là một cái nơi mà lưu giữ và trưng bày những cái đồ vật có lợi ích về nghệ thuật, văn hóa, lịch sử và khoa học. À, thì chắc chắn đó là bảo tàng rồi. Mình có bảo tàng nghệ thuật này, bảo tàng văn hóa, bảo tàng lịch sử và bảo tàng khoa học đúng không? Có cả bảo tàng phụ nữ nữa đúng không? Museum, bảo tàng. People go to this place to see animal. Mọi người đến những cái nơi này để mà xem động vật, chiêm ngưỡng động vật thì chắc chắn là sở thú rồi. Mình có từ sở thú là zoo. 4. It's an area of sand or small stones beside the sea or a lake. À, một khu vực cát hoặc là đá nhỏ bên cạnh biển hoặc là hồ thì chắc chắn là bãi biển rồi. Bãi biển mình có từ gì nhỉ? Beach. 5. It's a beautiful and famous place in the countryside. Đây là một nơi đẹp và nổi tiếng ở nông thôn. Địa điểm đẹp nổi tiếng. Địa điểm đẹp và nổi tiếng ở nông thôn thì mình sẽ có từ là beauty spot, địa điểm đẹp, cảnh đẹp.
beauty spot, địa điểm đẹp, cảnh đẹp. B. Work in groups. Write a similar quiz about place of interest. Ask another group to answer the quiz. Làm việc theo nhóm, viết những cái câu hỏi gợi ý tương tự như hoạt động A để mà đố những cái nhóm khác trả lời về cái nơi mà thú vị, nơi mà hấp dẫn, thu hút người đến ghé thăm đó. Mình sẽ cố, cô sẽ cố gắng gợi ý các bạn khoảng 5 câu nhé. Ví dụ như siêu thị chẳng hạn, đúng không? Siêu thị thì hoặc là khu vui chơi giải trí đi. Một cái cửa hàng lớn với rất là nhiều hàng hóa này và đồ ăn thì chúng mình có supermarket. Number two, people come here to swim and swim and gì được nhỉ? Chúng mình gợi ý, cô đang cố gắng nghĩ cho nó dễ một chút để các bạn có thể đoán được. Swim and sunbathe. Đến bơi và tắm nắng. Đó, thì mình có đó là beach, bãi biển này. Hoặc là sea, đúng không? Number three is a place for people to watch film together, cùng với nhau. Mình có đó là rạp chiếu phim, cinema. Number four, it's a building or a room
where people come to work out or to be trained. To be trained, to keep their body fit. Một cái nơi mà mọi người đến để mà tập thể dục hoặc là được đào tạo để mà được train, được đào tạo để mà giữ cho vóc dáng chuẩn. Thì mình có là phòng tập gym đúng không? Tiếp theo, it is a play. That has a large collection of books for people Đó là một nơi mà có một bộ sưu tập lớn sách vở để cho mọi người đọc hoặc là mượn mà không cần phải trả phí. Các anh có thể đoán được là ở đâu không? Một cái địa danh rất là đơn giản phải không nào? Nơi mà có rất là nhiều sách để chúng mình mượn free không mất tiền đó là library. Library. Một câu nữa nhé, một câu quiz nữa cho các bạn thay đổi và linh hoạt này. People come to borrow or invest money or train it to foreign money. À, một nơi mà mình đến để mượn tiền hoặc là đầu tư tiền, gửi tiền tiết kiệm, đổi tiền sang tiền nước ngoài thì chắc chắn là gì nhỉ? Bank, ngân hàng rồi. Tiếp tục một cái quiz nữa nhé. People come here to be taken care of taken care by nurse or doctor. A doctor. Mọi người đến đây để được chăm sóc bởi bác sĩ hoặc là y tá thì chỉ có hospital, bệnh viện mà thôi. Rồi, cô đã viết xong 7 cái gợi ý cho chúng mình để tham khảo nhé. Đó, chúng mình có thể thay đổi linh hoạt ở trên lớp.
Hoặc là các em mà muốn miêu tả cái địa danh khác thì chúng ta có thể tra Cambridge hoặc là Oxford để biết cái cách diễn đạt những cái từ này như thế nào, để đố các bạn nhé. Hoặc là tra Google dịch Oxford Dictionary hoặc là Cambridge Dictionary. Vậy là chúng mình đã cùng nhau làm xong phần đầu tiên của Unit 1, Getting Started, học được những cái từ vựng liên quan đến traditional crops and place of interest, những cái địa danh thú vị, những cái địa điểm thú vị thu hút người đến. Và làm hết tất cả những cái hoạt động ở trong sách, cũng mong rằng một phần nào đấy đã giúp các em hiểu được hơn nội dung của bài học này. Nếu như mà có thắc mắc hay câu hỏi gì thì vui lòng để lại dưới phần comment, cô sẽ cố gắng trả lời sớm nhất có thể nhé. Tạm biệt các em, hẹn gặp các em ở các bài học sắp tới. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.